Thưa quý vị và các bạn, ung thư phổi được xếp vào nhóm những bệnh ung thư có tỷ lệ tử vong cao hàng đầu trên thế giới. Đáng nói là hút thuốc lá lại được xem là yếu tố nguy cơ hàng đầu của bệnh ung thư phổi. Theo một số nghiên cứu, có khoảng 80% trường hợp tử vong do ung thư phổi được cho là do hút thuốc và con số thực tế có thể còn cao hơn. Cụ thể những tác hại của thuốc lá đến phổi như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với nội dung này trong mục Sức khỏe của bạn hôm nay. Trong số các bệnh nhân đã và đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Bắc Giang, có khoảng 80% các ca bệnh đều có thói quen hút thuốc lá, thậm chí nhiều người còn nghiện thuốc, đã cố gắng bỏ nhiều lần nhưng không thành. Hậu quả là phổi bị tổn thương nghiêm trọng và thường xuyên phải nhập viện điều trị. Nhân lúc trẻ thì nó khỏe thì nói chung là nó cũng mệt mỏi thế, nhưng mà lúc không để ý cái sức khỏe của mình. Đấy, cho nên là cứ hút bừa thôi, hút nhiều. Đến bây giờ mới phát hiện ra cơ thể mình có bệnh thì mới biết là cái tác hại của thuốc nó như thế. Đâm ra là bây giờ cũng bỏ cũng muộn rồi, bởi vì bệnh trong cơ thể con người đã mang bệnh trong người rồi, đâm ra không làm thế nào nữa. Khói thuốc lá chứa hơn 7.000 loại hóa chất, trong đó có 69 chất gây ung thư. Cũng bởi vậy, nguy cơ ung thư phổi đối với người hút thuốc cao gấp 15 đến 20 lần những người không hút thuốc. Hút thuốc càng lâu và hút càng nhiều điếu trong một ngày, nguy cơ bị ung thư phổi càng cao. Một số loại thuốc lá như thuốc lá bạc hà có thể làm tăng thêm nguy cơ vì tinh dầu bạc hà khiến người hút thuốc lá hít sâu hơn vào trong phổi. Điều đáng lo ngại là những người hít phải khói thuốc cũng có thể mắc bệnh như người hút trực tiếp. Có những bệnh nhân thì sức khỏe rất bình thường, chưa phải điều trị những bệnh lý gì, chỉ có ho, đau rát họng vào viện. Tuy nhiên sau khi mà thăm khám, chụp chiếu làm xét nghiệm và cận lâm sàng thì phát hiện ra là có khối u ở tại phổi, là ung thư phổi. Và những trường hợp đã là ung thư phổi di căn rồi, giai đoạn cuối và không còn điều trị triệt căn được nữa. Với những bệnh nhân mà mắc ung thư phổi mà vẫn không bỏ được cái thói quen hút thuốc lá thì cái tình trạng bệnh của người ta sẽ tiến triển rất nhanh, đi đến phía cuối của con đường sẽ rất gần. Lời khuyên của chúng tôi dành cho tất cả mọi người đó là hãy dừng hút thuốc lá ngay hôm nay để bảo vệ cho chính bản thân mọi người, bảo vệ cho gia đình mình và bảo vệ cho cả cộng đồng. Việt Nam hiện đứng thứ 15 trên thế giới với khoảng 16 triệu người trưởng thành hút thuốc, khoảng 33 triệu người không hút thuốc nhưng vẫn thường xuyên hít phải khói thuốc. Ung thư phổi nói riêng và nhiều bệnh ung thư khác nói chung vẫn luôn là nỗi lo rình rập bởi thuốc lá. Do vậy, việc từ bỏ thói quen hút thuốc lá ngay từ bây giờ là điều rất cần thiết, bởi không những tốt cho bản thân mà còn là hành động để bảo vệ sức khỏe của người thân trong gia đình cũng như những người xung quanh.